Xin chào các bạn nhá, đã quay trở lại với video tiếp theo của anh em Đan Tôn. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ làm món hàu nướng các bạn ạ. Đấy các bạn, anh em tôi đã chuẩn bị sao bảo vỉa hàu. Hàu nướng. Đấy các bạn, chuẩn bị nguyên một cái mâm hàu này. Đấy các bạn nhìn chưa? Các bạn hãy đón xem video của anh em cơ. Đấy. Đấy các bạn hãy đi theo anh em tôi để anh em tôi nướng cái hàu các bạn nhá. Đây các bạn nha, tôi thái gần xong các bạn. Đợi thằng béo này nó gầy bếp phát nữa nè. Tôi cho cái chảo lên. Bắt đầu cháy rồi. Tôi rất chỉ đợi nó cháy lên và lấy than và để nướng các bạn nhé. Cháy lên đi nửa trên cao nguyên. Mà sao khói đấy? Chất nhiều. Khi nó cháy ung. Cho hai gạch vào đây. Đâm hai gạch vào đây. Để cho phi cái kia trước à? Phi nào? Phi hành để cho nó cho... đợi để cho cái củi nó cháy thành than thì là tiện mình tiện nửa thì này. Gì mà nóng nhỉ? Gì mà nóng? À, tôi chảo đây. Ôi. Chảo phi hành nhỉ? Cháy chưa? Cháy rồi. Ôi đây các bạn ạ. Bạn tranh thủ trong lúc đợi em tôi sẽ phi hành. Phi hành để cho cái củi nửa nó cháy ấy nhá các bạn nhé. Cho nó cháy để tí lấy than. Đấy chạy đâu. Ai đâu ra. Rồi tập. Cháy nhỏ anh. Đâu? Hành đây. Phải. Phải đợi cho nó ra dấu đấy. Ủa. Thôi cháy to nhỉ. Đây. Ủa. À, cho đổ hành vào đây. Ra dầu chưa? Thôi. Mấy. Ui. Cầm ngoan nắn này nè. Nè, ngừng cho nửa phía Hàn Quốc này. Thôi thế. Nè phải cho nó vàng hẳn. Cào lên trên này xuống. Thế bỏ lên cho đi học một bếp. Đào trên kia. Các bạn, được rồi các bạn. Giờ tôi sẽ bắc ra ngoài để chuẩn bị tàn ấy tàn lửa ông cháy tàn rồi và để anh em tôi bắt đầu đặt con hàu lên để nướng các bạn nhé. Xem được chưa ngay? Được rồi được. Các bạn ơi. Các bạn, giờ anh em tôi sẽ đo ra ngoài. Tôi sẽ bắt để ngoài. Đây các bạn nhá. Đây là cái hành tươi mới mùi các bạn nhá. Tôi sẽ cho vào đây. Rồi, tí nữa tôi cho tí dầu vào các bạn nhá. Dầu vào để tí dưới lên nó đấy. Đỡ cháy. Ôi, lên rồi. Lên chưa? Lên rồi. Rồi, cái này để cháo nhá. Không có vọng không? Béo đấy rồi. Nó chưa hầu. Béo. Đây các bạn nhá. Đây các bạn hầu đây. Anh em tôi sẽ đặt lên đây các bạn. Ôi khó ạ. Đây các bạn nhỉ, đây là các bát dầu mới hành tôi đã đổ vào để tôi trộn lên đi. Múc vào đây để cho nó có tí dầu nó đỡ cháy. Các bạn nhìn này, tôi cho hành mỡ vào, có thấy các bạn thấy suối này, cái này suối luôn này. Các bạn nhìn thấy suối ngon.
ngon không? Chén mà không ngon thì các bạn ngon lắm không được. Ôi, để đấy giấy đây. Nó đắt lên thế này. Đấy. Thôi đây, không có rau thì nó ngon. Ủa, các bạn ơi, tình hình là tôi phải giải hết hầu rồi các bạn. Bây giờ tôi còn cái đoạn công đoạn hành nữa là sắp xong rồi. Tí con nào chín là tôi đi, anh em tôi đáp trước. Hay à, nóng quá. Cái này cứ chín đâu anh em ta sâu hơn đấy à, yeah. Sâu vừa thôi, nhưng sâu quá không được giải đấy. Con này này. Ê, sói các bạn nhìn, ui trông nhìn trông sối sục nhé. Bây giờ tôi sẽ đi, tôi thấy chỗ nào mà nó con nào mà nó hết dầu tôi sẽ chế biến cho nó thịt thật. Đã cho này vào đây. Cái này này tôi anh em tôi khuyến cáo những người béo là không được ăn đâu các bạn ạ. Nhìn nó tái tái chưa? Nó tái màu chưa? Chết. Tái màu. Ê cho này vào đây. Ê cái này vào là được ăn luôn đấy. Ơi các bạn. Ví như con này chín nữa các bạn này. Ví như con này thế này. Bây giờ tôi sẽ cho hành tôi sẽ cho hành khô vào. Tôi cho hết hành khô vào, cứ con nào chín là anh em tôi sẽ đánh chén luôn. Các bạn nhớ là khuyến cáo là người béo ăn ít thôi nhá. Nhiều không tốt sức khỏe đâu. Nên. Đây. Sẽ béo đâu. Đấy. Béo nữa à? Ừ sẽ. Chỗ nào thiếu có thiếu dầu không? Ở đây là anh em tôi sẽ cho hành khô. Hay nào bởi mình ấy nhiều dầu quá nhỉ. Ua, ăn nhiều dầu mấy. Wow. Đây các bạn nhá, tôi sẽ thả lạc vào tí nữa được ăn luôn. Đây, cho viên lạc này vào nó ăn nó bùi các bạn. Đấy. Ui. Cho mấy chỉ 1 hạt hay 2 hạt thôi. Là đủ. Tại vì cái vỏ này nó béo quá các bạn. Không nhét được. À, nó nóng quá. Thiếu một hành vậy. Không hành á? Hết rồi. Hết rồi. Ôi. Tôi phải đi xìa xúc các bạn. Qua lắm. Đây là thử con này chín rồi. Con này. Cho con này. Để nó thử. Mấy viên. Thôi. Ngựa đi. Thế thôi. Thôi ngựa đi mà. Cầm tay vào. Đây. Đây. Đây ra cầu gì? Xúc à. Anh ơi. Bảo ngon. Miếng ăn này miếng nhục hay này miếng ăn này miếng. Ê. Em bỏ để nó ngồi nguội chứ ăn nó. Thích ăn nóng. Ai chẳng thích ăn nóng. Ngon. Giời. Wow. Trâu cái miếng nó ngon, chín nó ngon. Ui, cái này còn dầu không cho nó cháy rồi. Đây, dầu đây, tiếp. Wow. Cho con đấy ra ngoài đi, con nào ấy được cho ra gì không, cho mấy con ngoài vào cho mấy. Ôi dồi ôi. Các bạn, nó chín rồi anh em tôi phải cho mâm chứ để cho bếp nó nóng lắm. Nóng quá, không ăn được các bạn ạ. Dù gì cũng phải để nó hơi gọi là ấm thì mới ăn được. Cầm vào nóng lắm các bạn. Wow. Tôi sẽ cho những con mà nó được rồi cho lên mâm. Còn đâu là con tôi sẽ cho những con mà nó ở rìa này nó chưa được tí đặt ở giữa. Ủa nóng à? Ủa cái than nó nóng thế. Ui trời. Đuôi. Đuôi nha. Đây các con này. Con này chín rồi này. Ui giời. Ui giời. Ui, nóng hết quá rồi. Các bạn. Bọn này chín hết rồi. Ui, các bạn này. Chín hết rồi. Cái mùi tội là nó nóng quá. Ui. Nóng quá. Đây con này. Ấy. Ta không có xẻng người ta lại có muốn gì. Ui, con này béo nó nọt kìa.
Để vào đoạn tôi đoạn nót ấy. Wow. Rồi. Ui giời. Này được chưa chị? Trông nhìn chặt quá quá. Mà nóng không sao được. Anh em tôi sẽ cắp hết ra đây. Vì nó nóng quá. Wow, ui các bạn. Ok, xong. Cho ra. Ui giời. Cho nó lạc vào. Rồi, đây. Bỏ đây dỗi nước cho nó. Ui khó. Rồi, nào. Bỏ bụng bê ra đây. Bên này dỗi này cho nó khó này. Ui giời, cho lạc vào đây. Khoai khít gì. Ăn lạc thì hao lắm chứ ạ. Ui giời các bạn. Đấy, tròn. Bỏ nước ra, tao đi té nước cho nó khói. Đi ăn uống khói kinh. Ui giời. Đấy các bạn nhá. Xong rồi. Không thể thiếu trong cái món này. Ui ta. Đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy cái mâm của anh em tôi đẹp không các bạn? Ngon luôn các bạn, đây rồi. Đấy, anh em tôi sẽ đây ngồi đánh chén các bạn. Đây các bạn, anh em tôi vừa lên đã món ra cho đây rồi. Đấy, anh em tôi bắt đầu thưởng thức cái đĩa vẻ hầu của anh em tôi vừa đấy các bạn ạ. Cho tí người ta đây chứ. Thôi rồi, tí rồi. Cho này ăn gọi là có rồi các bạn. Có tí mùi tạt ra ăn cho nó mát mẻ các bạn. Rồi mời các bạn ăn mấy anh em tôi nhá. Đấy, tôi sẽ cho con của tôi. Có tí mùi tạt ăn ngon nhỉ. Úi xời. Nó bị dính cái này. Được các bạn ạ. Cầm. Ôi, ăn phê luôn. Các bạn nhá, tôi mời các bạn nhá, các bạn nhìn này. Đấy, tôi mời các bạn. Phải nói là nếu mà con này mà ăn được nóng thì bếp mình ngon nữa nhá. Ua, để nguyên này đã phê. À. Phê đấy. Nó cay cay các bạn. Ăn bột đào sốc hẳn lên mũi luôn. Thôi. Ta ăn bình thường gì mà sốc nhỉ? Chọn xem. Chọn xem nào nó. À, còn cái hành khô nhỉ. Đấy rồi. Nó cho tí bột đào vào đấy. Sao bố không ăn mùi được mùi tán? Trời ơi. Đây các bạn. Nó cho một đống mùi tạt đi. Các bạn nhìn mùi tạt này. Nhanh nhỉ, trời đang rét đi. Cho tí mùi tạt vào các bạn nhá. Mời các bạn nhá, ăn với anh em tôi nhá. Wow. Nắp đôi nhỉ. Mời các bạn. Dầu đâu hết rồi nhỉ? Ăn một tạt con. Khoan. Tôi mời các bạn. Mời các bạn nhé. Ui. Ui, trông mũi mắt hồng các bạn ơi. Ui. Phê. Phê vừa mình chai. Cho đây. Cái này là công tờ ấy cho xong cho tí nữa. Cho xin 30 tiền nữa phục vụ nhé. Ui giời, ông cho nắm bù tạt thế. Cái này không cay. Ui giời, các bạn nhìn này, cho nguyên một cục luôn. Bạn nhìn chưa? À, nó cay đâu mà. Đây, các bạn nhìn này, đấy. Ui giời, cho nguyên cái cục này. Ui giời, vứt đi nó phí bạn. Giờ tôi sẽ ăn. Rồi, ăn khổ. Những ăn vào mồm này vứt đi nó phí. Ui. Nhưng mà không mua được những con nào cho như nó vàng vàng chứ nhỉ. Các bạn. Ui. Mời các bạn nhá. Các bạn. Ui thằng này nó ăn nhiều quá các bạn. Ăn mù tạt. Ui. Giờ hết rồi. Đây các bạn. Vẫn còn nguyên miếng mù tạt này. Wow. Đấy, mời các bạn. Ăn như thế không ngon. Ăn vào vàng. Mà ăn này ngấy quá. Ui các bạn ơi.
Sao vừa ăn một tí mà vừa ăn như thế không quay lên đây. Ôi, chó. Ôi, mẹ đi. Chó đấy rồi. Sao một cái mù tạt này sao cay nhỉ? Tao nhìn lấy không được. Nên mày ngồi ăn, tao nhìn lấy không được nhá. Bạn tôi thử. Nhìn thèm lắm các bạn nhưng mà ăn mấy con này ngon mấy. Không phải cho trời nhiều nhiều dầu quá. Không ăn nữa. Tầm này đến món nạc. Đoạn. Ăn hết đi. Đoạn. Ăn vài con kinh ấy các bạn. Cái cay nữa. Ôi, ăn nạc này. Nạc ăn không ấy. Tạt hạt nhỉ. Cay lại mà sâu cả lên mũi rồi. Sao này ăn chưa này để đấy. Chưa. Ngay ăn ngay 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 ngay. Ăn vứt ra ngoài. Mày ăn hết xong rồi không rồi tí về tao may cho cái áo khoác. Áo khoác của người này này. Không. Cái này ấy, tí ăn hết cầm về cho vợ nha. Làm đồ trang sức cho vợ. Rốt. Thế ạ, biết quá nhỉ. Đó. Đoạn tôi xin tiếp quân nữa. Đây 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 để tao Thôi. Bự ạ, không cho tôi cho bù tạt nó cay quá. Con này không có tí dầu nữa hết hết. Phải nói là cái món này ăn. Ủa. Nếu mà đúng mà nếu mà có tí là hơi men phát là ngon tuyệt vời các bạn. Nốt đi, nhanh lên cho lấy hết đi. Ngày năm ấy nhỉ? Ngày nốt đi. Ngả đúng rồi. Còn nữa tí về kho đang không phải cơm. Em tôi mời các bạn nha. Tôi mời các bạn ăn chốt hạ tôi con cuối. Ngày quá. Ngon. Mấy nhưng mà ăn hết nửa đĩa. Ngon. Thôi. Này, mẹ nuôi nó. Mấy quá bạn. Từ trong ra ngoài. Thôi. Không cháy rồi. Quản gì nhá. À thôi đấy. Ôi trời tôi mấy lắm rồi các bạn. Thôi ạ. Anh em tôi xin phép kết thúc video đây. Nó ngấy quá này. Không thể nào ngã được các bạn. Không muốn nữa. Thưa người. Mấy thật sự luôn các bạn. Thôi các bạn thấy video của anh em chúng tôi hay. Hãy like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em chúng tôi. Và có bình luận gì hay hãy để lại ở dưới bên dưới nhé. Xin chào các bạn.